cơ sở sản xuất trống chiêng Chuông Mớ Tiên Di. Xin kính chào quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Hôm nay thì cơ sở Tiên Di đang quay vào nhằm ngày 25 tháng 3 năm 2024. Thì hôm nay cơ sở Tiên Di chuẩn bị bàn giao một chiếc chuông gia trì có kích thước đường kính là 40 cm, hay là gọi là 6 tay, cho chị đó là Trần Thiên Phúc ạ, ở số 37 đường Lê Lợi, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An ạ. Thì hôm nay thì trước khi cơ sở Tiên Di đóng gói và bàn giao thì cơ sở Tiên Di quay lại video thực tế này để đánh thử tiếng, test tiếng âm thanh trước khi bàn giao về cho chị, và cũng như để cho quý khách hàng, quý thầy, quý cô và quý Phật tử cùng xem tham khảo ạ. Xin vui lòng nghe qua tai nghe, độ chính xác sẽ được 60-70%. Còn nếu mà nghe loa trực tiếp qua điện thoại thì độ chính xác chỉ được 40%. Cơ sở Tiên Di luôn luôn cam kết ở so với ở ngoài, cứ âm thanh tiếng chuông rất là ấm và ngân u dài rất là nhiều. Cơ sở Tiên Di xin test tiếng ạ. Cơ sở Tiên Di đã đóng gói xong một chiếc chuông gia trì đường kính là 6 tay, hay còn gọi là 40 cm. Đây trên là mã đơn của bên cơ sở Tiên Di gửi Viettel Post. Quý khách hàng có thể tra và kiểm tra là khách hàng đã nhận hàng hay chưa nhé. Cơ sở Tiên Di luôn review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Tiên Di, và cũng như tất cả các đơn hàng mà cơ sở Tiên Di gửi cho các quý khách hàng. Chuông mó sản xuất Tiên Di là rất là nhiều, đầy đủ luôn, lớn nhỏ, vào đây đây cũng rất là nhiều bên cơ sở Tiên Duy. Chuông mó lớn, chuông mó nhỏ, đầy đủ ạ.